Xin kính chào quý cô chú anh chị, và ngày hôm nay kênh Bất Động Sản Tiền Giang xin quay cho quý cô chú anh chị một cái lô đất ở xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì xã Bình Trưng của mình hiện tại đang là xã nông thôn mới nha cô chú anh chị. Hướng em vừa mới quay thì mình sẽ ra ngoài đường huyện lộ 36, cách huyện lộ 36 là 150m. Ra ngoài đó thì mình sẽ có hai hướng, một hướng thì về Vĩnh Kim, mình cách Vĩnh Kim là 2 km, và một hướng mình sẽ đi được về quốc lộ 1A ngay chợ Thục Nhiêu là cách 3 km. Thì cái cạnh của cái miếng đất của mình á, thì cạnh này là 11,5m, sâu vào bên trong là 22m, và hẹp hậu, cái hậu mình á, thì còn lại tầm khoảng gần 5m. Đất của mình á, là đất hai mặt tiền, hiện tại đang là đường đá và đã hợp dân trong năm nay, lên đường đan 2,5m. Em xin nhắc lại về thông tin lô đất của mình, thì đất của mình là đất gốc hai mặt tiền, đã hợp dân trong năm nay, lên đường đan 2,5m, thuộc xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, ngang là 11,5m, sâu vào bên trong là 22m, và chủ giá kêu là 420 triệu bao giấy tờ, một tháng sau mình sẽ công chứng. Và em cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết video. Hẹn gặp cô chú anh chị vào những video sau. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh để theo dõi nhiều nhà đẹp đất rẻ mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Chúc cô chú anh chị sức khỏe và làm ăn phát tài.